Tuổi Thân hay còn gọi là tuổi Khỉ, kết hợp với ai, kết hợp làm ăn, kết hôn sinh con hợp với tuổi nào? Chào mừng quý vị tuổi Thân đã đến với đồng hành cùng Phong Thủy Phát Tài trong video ngày hôm nay. Chúc quý vị nhiều may mắn, bình an và thành công trọn vẹn. Quý vị thân mến, xem tuổi hợp kết hôn, làm ăn rất quan trọng với mọi người, nhất là những người buôn bán và kinh doanh, bởi nó ảnh hưởng tới sự thành công, thất bại của công việc. Do vậy, khi có ý định kết hợp làm ăn hay kết hôn xây dựng gia đình, thì bạn cần tra cứu xem tuổi của mình và người đó hợp nhau hay không, từ đó có sự lựa chọn cho phù hợp với giúp công việc buôn bán thuận lợi và tương lai tươi sáng, nhiều may mắn. Trong video sau đây, mời quý vị hãy cùng Phong Thủy Phát Tài tìm hiểu xem tầm xem tuổi hợp và hợp tác làm ăn và cách xem tuổi hợp làm ăn kinh doanh kết hôn của con giáp tuổi Thân quý vị nhé. Những người tuổi Thân thường được đánh giá là thông minh, lanh lợi, lạc quan, vui vẻ nên khá thuận lợi trong cuộc sống, đặc biệt nếu kết hợp làm ăn hay hôn phối với những người những tuổi hợp mệnh thì đường công danh sự nghiệp và gia đạo lại càng thêm rực rỡ. Đôi nét về tính cách của người tuổi Thân. Theo quan niệm của dân gian về người tuổi Thân, họ là những người nhanh nhẹn, khéo léo, có trí thông minh. Người tuổi này khá hợp với các nghề nghiệp có liên quan đến kinh doanh buôn bán hoặc là những ngành nghề liên quan các mối quan hệ xã hội. Với quan điểm sống lạc quan, vui vẻ, người tuổi Thân sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống để vươn tới những thành tựu to lớn hơn. Người tuổi Thân có trí tưởng tượng phong phú nhưng lại không giỏi trong việc đưa ra quyết định, nên thường là những nhân viên xuất sắc, ít khi trở thành lãnh đạo độc lập. Nếu làm ăn kinh doanh, họ nên kết hợp với những con giáp hợp tuổi, có tính cách quyết đoán thì sự nghiệp sẽ thăng hoa hơn. Nhìn bên ngoài thì người tuổi Thân thân thiện, dễ gần. Thực tế họ đôi lúc sẽ hơi khó tính hay cằn nhằn, nhưng vẫn là người tốt bụng, rộng rãi. Trong tình yêu, người tuổi Thân thường rất chung thủy. Khi đã yêu thường nghĩ đến chuyện trăm năm, không thích những mối quan hệ mở. Với người tuổi Khỉ thì gia đình vẫn luôn là điểm tựa vững chắc, là giá trị cần phải giữ gìn. Cho dù họ có hào phóng, rộng rãi hay hoạt náo trong các hoạt động, thì bên ngoài khi về nhà, họ vẫn là người chồng mẫu mực, người vợ đảm đang. Với những ưu điểm cũng như nhược điểm trong tính cách người tuổi Thân, nếu tìm được mảnh ghép phù hợp trong công việc và tình yêu, họ sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống. Người tuổi Khỉ hợp với tuổi nào trong kinh doanh? Theo quan niệm của người Việt, việc hợp tác với một người nào đó trong kinh doanh nên xem tuổi có hợp hay không. Bởi lẽ tuổi hợp thì cả hai làm ăn mới khấm khá và phát triển. Với những người tuổi Thân, họ hợp với những con giáp nào? Từ quan niệm tam hợp lục hợp của tử vi cho thấy, người tuổi Thân hợp với những người tuổi Tý, tuổi Tỵ và tuổi Thìn. Xét theo ngũ hành tương sinh tương khắc thì người tuổi Thân cũng có 5 can khác nhau ứng với 5 mệnh kim thủy mộc hỏa thổ. Mỗi mệnh sẽ phù hợp với một số con giáp nhất định. Người sinh năm 1992 là tuổi Nhâm Thân thuộc hành kim, thích hợp với những người thuộc mệnh thổ, thổ sinh kim như Mậu Thân, Canh Tý, Tân Mùi và Kỷ Dậu. Ngoài ra, họ cũng có thể hợp tác với những người mệnh kim có ý nghĩa tương hợp thì công việc sẽ gặp nhiều may mắn. Người sinh năm 1980 thuộc Canh Thân, hành mộc thì nên kết hợp với những người như là Mậu Thìn, Kỷ Hợi, Nhâm Thìn, Kỷ Mùi, Quý Mùi, Ất Hợi. Đây là những người thuộc hành thủy, hành mộc sẽ giúp đỡ đắc lực cho người tuổi Thân phát triển sự nghiệp. Người sinh năm 2004 là con giáp Giáp Thân thuộc hành thủy, tuổi này nên kết hợp làm ăn với những người thuộc hành kim hoặc hành thủy như Canh Thìn, Mậu Tuất, Kỷ Hợi, Nhâm Thân, Đinh Mùi, Nhâm Tý, Giáp Tý, Bính Tý sẽ mang lại kết quả tốt đẹp. Người sinh năm 1956 và 2016 là tuổi Bính Thân thuộc hành hỏa, thích hợp kết giao làm ăn với những người mệnh mộc vì mộc sinh hỏa, hoặc là mệnh hỏa, hoặc mệnh hỏa như Mậu Thìn, Kỷ Tỵ, Mậu Tý, Bính Thân, Mậu Dần và Đinh Hợi. Người sinh năm 1968 là tuổi Mậu Thân thuộc hành thổ, nên kết hợp làm ăn buôn bán với những người mệnh hỏa hoặc mệnh thổ sẽ mang đến sự thịnh vượng. Điển hình có thể kể đến một số tuổi như Giáp Tuất, Đinh Dậu, Ất Hợi, Đinh Mão. Tuổi Khỉ
hợp với tuổi nào trong hôn nhân. Những người tuổi Thân đa số đều trọng tình cảm, nhưng về đường gia đạo, người tuổi Khỉ hay có nỗi khổ tâm, sự nhạy cảm trong tính cách nếu không được bạn đời thấu hiểu dễ dẫn đến sự xa cách. Vậy, người tuổi Thân nên chọn những con giáp nào để hợp hơn trong đời sống vợ chồng? Theo quan niệm của tử vi thì người tuổi Thân hợp với người tuổi Tỵ, tuổi Tý và tuổi Thìn. Những con giáp này sẽ là chỗ dựa tình cảm vững chắc cho người tuổi Khỉ. Ở bên họ, những người tuổi Thân được là chính mình, quan tâm và hạnh phúc, dễ xây dựng được sự viên mãn trong hôn nhân. Ngoài ra, tuổi Thân có thể kết hôn, yêu đương với một số tuổi khác ngoài ba con giáp trên, cũng có thể có một cuộc sống gia đình êm ấm là tuổi Sửu, tuổi Dần, tuổi Mão, tuổi Ngọ và tuổi Hợi. Những người tuổi Thân là những người sinh vào các năm sau: Bính Thân 1956 mệnh Hỏa, Mậu Thân 1968 mệnh Thổ, Canh Thân 1980 mệnh Mộc, Nhâm Thân 1992 mệnh Kim, Giáp Thân 2004 mệnh Thủy. Đầu tiên là con giáp tuổi Bính Thân. Người tuổi Thân rất thông minh và nhanh nhạy, có mưu lược nhưng lại không quá đa nghi. Không những vậy, họ còn rất giỏi ứng biến trong mọi trường hợp. Sự linh hoạt này mang lại khá nhiều lợi thế cho họ trong sự nghiệp, cũng như xây dựng được mạng lưới quan hệ xã giao rộng lớn. Những người sinh năm 2016 có trí tưởng tượng cao và giàu sức sáng tạo. Họ độc lập, có ý chí cao và luôn muốn dựa vào khả năng chính của bản thân để giải quyết những vấn đề khó khăn. Nhược điểm duy nhất của người tuổi này chính là họ thường hay dễ để cảm xúc của mình ảnh hưởng với công việc. Chính vì vậy, rất dễ đưa ra các quyết định sai lầm. Thông tin chung của tuổi Bính Thân, sinh năm 2016, 1956, năm sinh Bính Thân, mệnh Hỏa, Sơn Hạ Hỏa, lửa trên núi, tương sinh Thổ Mộc, tương khắc Kim Thủy, thiên can Bính, tương hợp Tân, tương hình là Canh và Nhâm, địa chi Thân, tam hợp Thân Tý Thìn, tứ hành xung Dần Thân Tỵ Hợi. Tuổi Bính Thân hợp với tuổi nào? Nam mệnh trong làm ăn hợp với Đinh Dậu, Canh Tý, Quý Mão. Lựa chọn vợ chồng thì hợp với Đinh Dậu, Canh Tý, Quý Mão, Ất Tỵ, Quý Tỵ và Giáp Ngọ. Tuổi Kỵ là Kỷ Hợi, Tân Sửu, Đinh Mùi, Quý Sửu, Ất Mùi và Kỷ Sửu. Đối với nữ mệnh trong làm ăn hợp Đinh Dậu, Canh Tý và Quý Mão. Lựa chọn vợ chồng hợp Đinh Dậu, Canh Tý, Quý Mão, Ất Tỵ, Quý Tỵ, Giáp Ngọ. Nếu kết hôn với những tuổi này thì cuộc sống của bạn sẽ được cao sang quyền quý, gia đình hạnh phúc, làm ăn thuận lợi, mọi sự như ý. Tuổi Kỵ là Kỷ Hợi, Tân Sửu, Đinh Mùi, Tân Hợi, Quý Sửu, Ất Mùi và Kỷ Sửu. Những tuổi đại kỵ với tuổi Bính Thân: Kỷ Hợi, Tân Sửu, Đinh Mùi, Tân Hợi, Quý Sửu, Ất Mùi và Kỷ Sửu là những tuổi nếu hợp tác làm ăn hoặc kết duyên với những tuổi này thì có thể bị tuyệt mạng hoặc gặp cảnh biệt ly vào giữa cuộc đời. Nếu gặp tuổi Kỵ, nếu trong hôn nhân thì không nên tổ chức linh đình. Nếu trong gia tộc có người khác tuổi hoặc trong công việc làm ăn hùn vốn, nếu gặp tuổi đại kỵ thì nên cúng sao giải hạn. Tiếp đến là luận giải cho con giáp tuổi Mậu Thân. Thông tin tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968 là tuổi con Khỉ, năm sinh âm lịch là Mậu Thân, mệnh Thổ, đại trạch Thổ, tức đất nền nhà, tương sinh là Kim Hỏa, tương khắc là Thủy Mộc, thiên can Mậu, tương hợp Quý, tương hình là Nhâm và Giáp, địa chi Thân, tam hợp Thân Tý Thìn, tứ hành xung Dần Thân Tỵ Hợi. Tuổi Mậu Thân hợp với tuổi nào? Đối với nam mạng trong làm ăn hợp Kỷ Dậu, Quý Sửu và Ất Mão. Lựa chọn vợ chồng hợp Kỷ Dậu, Quý Sửu, Ất Mão, Đinh Tỵ, Đinh Mùi và Ất Tỵ. Tuổi Kỵ là Tân Hợi và Quý Hợi. Nữ mạng trong làm ăn hợp Quý Sửu, Ất Mão, Kỷ Dậu. Lựa chọn vợ chồng hợp Kỷ Dậu, Quý Sửu, Ất Mão, Đinh Mùi và Ất Tỵ. Tuổi Kỵ là Tân Hợi và Quý Hợi. Tuổi Mậu Thân kết hôn với các tuổi: tuổi Tý, đây là hôn phối một cặp trời sinh, hai bên đều yêu thương lẫn nhau cả cuộc đời, hưởng một cuộc sống gia đình đầm ấm hạnh phúc, một tình yêu ngọt ngào. Tuổi Sửu, cuộc hôn nhân này rất hòa hợp, người tuổi Sửu rất yêu người tuổi Thân. Một người tuổi Thân thông minh có thể tháo gỡ được hết những khó khăn trong gia đình, khiến cuộc sống có sự kết hợp vui vẻ. Tuổi Dần,
cuộc sống hôn nhân không được như tư tưởng hành vi của người tuổi thân, khiến người tuổi dần hết sức thất vọng. Đôi khi người tuổi dần sẽ đi tìm ái ân bên ngoài, vì thế mâu thuẫn phiền phức sinh ra. Tuổi mão có thể tạo dựng được một gia đình nho nhỏ, nhưng đôi khi người tuổi thân có những suy nghĩ sai lầm. Vì thế, người tuổi mão cần phải quản thúc tốt chồng của mình. Tuổi thìn có thể tạo dựng cuộc sống chung với tuổi thân, có thể thu hút người tuổi thìn, tuy nhiên vẫn có chút thất vọng, nhưng không bao giờ để cho vợ mình biết được điều đó. Tuổi tỵ có thể tạo dựng cuộc sống chung gia đình hạnh phúc, đương nhiên người tuổi thân sẽ yêu thương người tuổi tỵ trước và còn phải làm rất nhiều việc tốt để lấy lòng nữa đấy nhé. Tuổi ngọ, đây là một cuộc hôn nhân không mấy lý tưởng. Sự giàu hoạt của người tuổi thân khiến cho người vợ tuổi ngọ thất vọng. Người phụ nữ tuổi ngọ cần đó là một tình yêu lành mạnh. Tuổi mùi có thể xây dựng cuộc sống chung. Người tuổi mùi có thể gây được cảm hứng cho người tuổi thân. Nhưng người tuổi thân phải là một người có tiền, nếu không người vợ tuổi mùi sẽ không còn yêu thương họ nữa. Tuổi thân tương đối thích hợp, cả hai bên đều có thể cùng nhau mưu tính làm một việc, vì thế khiến họ có được niềm vui chung, vì thế cuộc hôn nhân cũng được củng cố nhiều hơn. Tuổi Dậu, khả năng làm vợ chồng rất ít, người tuổi Dậu rất khó để theo kịp người tuổi thân, vì thế chỉ khiến người tuổi thân đùa cợt mà thôi. Tuổi Tuất, tốt nhất không nên có sự kết hợp, người tuổi Tuất không thể nào chia sẻ được hành vi, cách nghĩ siêu hiện thực, thậm chí không có một chút hiện thực nào của tuổi thân, vì thế cô ấy sẽ luôn cảm thấy đau khổ. Tuổi Hợi, đây là một cuộc hôn nhân mỹ mãn, cả hai bên đều yêu thương nhau hết mình và luôn biết lo lắng cho nhau. Cuộc hôn nhân được ấp ủ trong hương vị ngọt ngào của tình yêu và sự ấm áp, hòa đồng của gia đình. Những tuổi Đại Kỵ với tuổi Mậu Thân, nếu hợp tác làm ăn hoặc kết hôn với những người tuổi Tân Hợi và Quý Hợi, tuổi Mậu Thân có thể bị tuyệt mạng hay biệt ly. Gặp tuổi Kỵ trong việc làm ăn thì không nên hợp tác về vấn đề tiền bạc. Về tình duyên thì không nên tổ chức hôn nhân ra mắt thân tộc. Về gia đình con cái thì nên cúng sao giải hạn cho cả hai tuổi hàng năm. Sau đây là luận giải của tuổi Canh Thân. Trong phong thủy kinh doanh, không phải chúng ta cứ mong cầu là sẽ thành hiện thực, bởi còn do nhiều yếu tố tác động cùng với sự nỗ lực của bản thân bạn. Do đó tuổi Canh Thân sinh năm 1980, khi chọn tuổi làm ăn kinh doanh hợp tuổi, quý bạn còn cần kết hợp với những yếu tố về phong thủy cải vận. Chính vì thế, cần phải lựa chọn đối tác, người hồn hạp làm ăn hợp tuổi với mình, giúp mang lại tài vận, thu được nhiều lợi nhuận. Hãy cùng xem thông tin sau. Tuổi Canh Thân 1980, tuổi Con Khỉ, năm sinh dương lịch từ 16 tháng 2 năm 1980 đến mùng 4 tháng 2 năm 1981, năm sinh âm lịch là Canh Thân. Thiên can Canh, tương hợp Ất, tương hình là Giáp, Bính, địa chi Thân, tam hợp Thân Tý Thìn, tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi. Nam mạng trong làm ăn hợp với Nhâm Tuất, Mậu Thìn, Kỷ Mùi, lựa chọn vợ chồng hợp Nhâm Tuất, Mậu Thìn và Kỷ Mùi. Tuổi Kỵ là Canh Thân đồng tuổi Quý Hợi, Nhâm Thân, Ất Hợi và Mậu Dần. Đối với nữ mạng trong làm ăn hợp Nhâm Tuất, Ất Sửu, Mậu Thìn, lựa chọn vợ chồng hợp Nhâm Tuất, Ất Sửu, Mậu Thìn, Kỷ Mùi. Tuổi Kỵ là Canh Thân, Quý Hợi, Nhâm Thân, Ất Hợi, Mậu Dần, Giáp Dần. Tuổi Đại Kỵ với tuổi Canh Thân. Gặp tuổi Đại Kỵ thì mọi công chuyện đều không được tốt đẹp, kém may mắn và khó mà thành công được. Do vậy nên tránh các tuổi Canh Thân đồng tuổi, Quý Hợi, Nhâm Thân, Ất Hợi, Mậu Dần. Đây là những tuổi không tốt cho số mệnh của bạn. Không nên cố gắng hợp tác hay kết hôn cùng nhau vì khó mà có được kết quả viên mãn, thường phải chịu cảnh ly biệt và thất bại. Về vấn đề tình cảm, nếu đã chót lỡ thương nhau, muốn tính xa hơn thì chỉ nên âm thầm mà dọn về ăn ở với nhau, tránh làm lễ cưới hỏi linh đình thì mới mong thoát và giảm nhẹ được vận hạn. Còn đối với người trong một nhà mà vướng tuổi Kỵ nhau thì nên xem sao hạn và thực hiện nghi lễ cúng sao giải hạn đầy đủ. Tiếp theo là luận giải cho con giáp tuổi Nhâm Thân. Tuổi Nhâm Thân là người thông minh, nhạy bén, hoạt bát, hoàn cảnh nào cũng thích ứng, tính tình cương trực, không chịu thua kém người. Tâm tính hiền lành, ôn hòa, gặp khó khăn gì cũng giải quyết dễ dàng, nhiều hoài bão lớn nhưng không thực hiện được, đã thông minh lại có tài,
tính tình cương trực bất kể ai, vì thế cũng có người quý trọng, có người ghen ghét, nhờ tài đức hiền lương mà được nhiều người yêu mến. Cuộc sống của Nhâm Thân khá là vất vả, từ nhỏ đã phải chịu cảnh ba chìm bảy nổi, tinh thần tự lập cao, không muốn dựa dẫm vào gia đình, tự thân lập nghiệp, vì thế nên có phần vất vả, long đong lận đận. Tuy nhiên sang trung vận thì cuộc sống đầy đủ sung túc hơn mọi người khác, do có sự phấn đấu nỗ lực từ những năm tháng trước đó. Tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992. Năm sinh 1992, tức là từ mùng 4 tháng 2 năm 1992 đến 22 tháng 1 năm 1993 dương lịch. Năm sinh Nhâm Thân, mệnh ngũ hành kim, kiếm phong kim, sắt đầu kiếm. Tuổi Nhâm Thân thì hợp với tuổi nào? Đối với nam mệnh, trong làm ăn thì hợp với Nhâm Thân, Mậu Dần và Giáp Tuất. Lựa chọn vợ chồng hợp Mậu Dần, Canh Thân và Canh Thìn. Nếu bạn kết hôn với tuổi Canh Thân thì hợp về đường danh vọng, sự nghiệp phát triển. Kết hôn với tuổi Mậu Dần thì hợp đường tài lộc, nên bạn sẽ có một cuộc sống giàu sang. Kết hôn với tuổi Canh Thìn thì tốt đẹp cả về đường tài lộc và tình cảm. Không những vậy mà những tuổi trên đều có hào con đầy đủ. Tuổi Kỵ là Bính Tý, Nhâm Ngọ, Ất Hợi, Mậu Tý, Đinh Hợi, Giáp Tý và Canh Ngọ. Nữ mệnh, trong làm ăn, Nhâm Thân, Mậu Dần và Giáp Tuất. Lựa chọn vợ chồng, Giáp Tuất, Nhâm Thân, Canh Thìn, Mậu Dần. Nếu bạn kết hôn với tuổi Giáp Tuất và Nhâm Thân thì sẽ được hưởng cuộc sống giàu sang phú quý. Kết hôn với tuổi Canh Thìn và Mậu Dần, tài lộc lên cao, từ đó cuộc sống đầy đủ hơn. Tuổi Kỵ là Nhâm Ngọ, Đinh Hợi, Ất Hợi, Bính Tý, Mậu Tý, Canh Ngọ và Giáp Tý. Tuổi làm ăn hợp với tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992. Chuyện làm ăn buôn bán thành công hay lụi bại không chỉ phụ thuộc vào bản thân người tuổi Nhâm Thân mà còn phụ thuộc vào người hợp tác làm ăn cùng với quý bạn. Chọn tuổi hợp làm ăn với Nhâm Thân nữ nam để mang lại sự hòa hợp và thuận lợi, đạt nhiều thành công, phát tài phát lộc. Để chọn ra được các thông tin tuổi Nhâm Thân hợp làm ăn với tuổi nào, cần phải dựa trên nhiều quan điểm và khía cạnh để tính toán và xem xét. Vì thế, các thông tin về tuổi Nhâm Thân hợp làm ăn với tuổi nào trong làm ăn sẽ được chọn lọc và chỉ xuất ra kết quả cuối cùng. Tuổi Nhâm Thân hợp làm ăn với Bính Thìn, Đinh Tỵ, Mậu Thân, Kỷ Dậu, Canh Tý, Tân Sửu, Canh Ngọ, Tân Mùi thuộc mệnh Thổ thì thuận lý cực kỳ tốt. Tuổi Nhâm Thân kết hợp làm ăn với những người thuộc mệnh Thủy, gồm các tuổi Giáp Dần, Ất Mão, Nhâm Tuất, Quý Hợi, Bính Ngọ, Đinh Mùi, Bính Tý, Đinh Sửu, thường là bạn bè thì có thể làm ăn được, nếu không thì người tuổi Nhâm Thân phải là cấp dưới hoặc trợ lý của những người mệnh Thủy thì mới có thể thuận buồm xuôi gió. Khi kết hợp với những người có mệnh Kim, gồm các tuổi như Nhâm Thân, Quý Dậu, Ất Sửu, Giáp Tý, Nhâm Dần, Quý Mão, Canh Tuất, Tân Hợi, tuy cùng hành nhưng ở đây Kim khắc Kim nên bất lợi, người tuổi Nhâm Thân không nên kết hợp với những người tuổi này. Khi kết hợp làm ăn với những người có mệnh Mộc, gồm các tuổi Mậu Thìn, Kỷ Tỵ, Mậu Tuất, Kỷ Hợi, Nhâm Tý, Quý Sửu, Canh Thân, Tân Dậu thì có điều kiện để phát triển tiến lên. Tuổi Nhâm Thân không hợp làm ăn với tuổi Mậu Ngọ, Kỷ Mùi, Giáp Thìn, Ất Tỵ, Bính Dần, Đinh Mão, Giáp Tuất. Ất Hợi thuộc hành hỏa thì công việc không thuận lợi, gặp kẻ tiểu nhân hãm hại. Những tuổi Đại Kỵ với tuổi Nhâm Thân, nếu làm ăn hay kết duyên, làm ăn với những tuổi Ất Hợi, Bính Tý, Nhâm Ngọ, Đinh Hợi, Mậu Tý, Canh Ngọ và Giáp Tý thì bạn sẽ gặp cảnh biệt ly hay tuyệt mạng giữa cuộc đời. Nếu gặp tuổi Kỵ trong chuyện hôn nhân thì hãy âm thầm ăn ở với nhau, tránh tổ chức hôn nhân linh đình. Nếu gặp tuổi Kỵ trong vấn đề làm ăn nên tránh hợp tác giao dịch về vấn đề tiền bạc. Nếu gặp tuổi Kỵ trong gia đình thân tộc nên cúng sao giải hạn hàng năm. Cuối cùng là luận giải cho con giáp tuổi Giáp Thân. Xem tuổi xung khắc để lấy vợ, lấy chồng, làm ăn kinh doanh là điều quan trọng sẽ quyết định sự thành công hay thất bại, hạnh phúc hay chia ly, tử biệt trong tương lai. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Tuổi Giáp Thân hợp khắc với tuổi nào? Sinh năm 2024 Kỵ với tuổi gì? Nên tránh những tuổi gì trong làm ăn kinh doanh và hôn nhân cuộc sống theo các khía cạnh cung phi, thiên can và địa chi ngũ hành? Người tuổi Giáp Thân là những người cuồng công việc, đam mê công việc. Đã làm việc thì có thể quên ăn quên ngủ, tinh thần hết mình cống hiến vì công việc. Như vậy giúp họ rất nhiều trên con đường thăng tiến.
Bản mệnh cũng tham công tiếc việc, nên ngoài nghề chính còn có thêm nghề phụ, nghề nào cũng giành được thành công. Về vận trình tình duyên, tuổi Giáp Thân có nhân duyên rất tốt, được nhiều người khác phái yêu mến và ngưỡng mộ. Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, đặc biệt nữ mệnh được chồng yêu chiều hết mực. Họ là mẫu người khá bảo thủ và truyền thống, có sự chín chắn điềm đạm của riêng mình. Song cũng có sự nhiệt tình trong thể hiện tình cảm, giữa hai vợ chồng hầu như không có mâu thuẫn gì lớn. Tuy khó tránh khỏi cãi cọ, nhưng dễ làm lành, tình cảm luôn tươi mới như thuở ban đầu. Tuổi Giáp Thân sinh năm 2024 là tuổi con khỉ. Năm sinh dương lịch từ 22 tháng 1 năm 2024 đến mùng 8 tháng 2 năm 2025. Năm sinh âm lịch là Giáp Thân, mệnh thủy, tuyền trung thủy, nước trong suối, tương sinh mộc kim, tương khắc hỏa thổ, thiên can giáp, tương hợp kỷ, tương hình với mậu và canh, địa chi thân, tam hợp thân tí thìn, tứ hành xung là dần thân thị hợi. Tuổi Giáp Thân thì hợp với tuổi nào? Đối với nam mạng trong làm ăn thì Giáp Thân đồng tuổi, mậu tí, canh dần, bính tuất, đinh sửu. Về lựa chọn vợ chồng nên chọn người tuổi Giáp Thân, mậu tí, canh dần, quý tỵ, nhâm ngọ và tân tỵ để kết hôn vì sẽ có cuộc hôn nhân viên mãn. Còn nếu kết hôn với tuổi bính tuất nhâm thìn thì cũng tạm được, nhưng chỉ tạo được cuộc sống ở mức trung bình. Tuổi kỵ, ất dậu, đinh hợi, tân mão, đinh dậu, kỷ hợi và kỷ mão. Về nữ mạng trong làm ăn thì Giáp Thân đồng tuổi, mậu tí và canh dần. Lựa chọn vợ chồng, nếu kết hôn với tuổi Giáp Thân, mậu tí, canh dần, quý tỵ, nhâm ngọ và tân tỵ thì không những tốt cho sự nghiệp tài lộc mà còn thúc đẩy tình cảm vô cùng tốt đẹp. Còn kết hôn với bính tuất nhâm thìn thì cuộc sống của bạn chỉ dừng lại ở mức bình thường, đủ ăn đủ mặc. Tuổi kỵ, ất dậu, đinh hợi, tân mão, đinh dậu, kỷ hợi và kỷ mão. Tuổi đại kỵ với tuổi Giáp Thân sinh năm 2004, kết hôn hay cùng làm ăn với tuổi canh thân, quý hợi, nhâm thân, ất hợi, mậu dần và giáp ngọ thì rất xấu, không có kết quả tốt đẹp. Nếu hợp tác với những tuổi trên sẽ có nhiều tai biến trong đời. Hôn nhân thì lâm vào cảnh biệt ly, tuyệt mạng, làm ăn thất bại, thua lỗ. Tuổi Giáp Thân mà gặp tuổi đại kỵ phải xem và cúng sao giải hạn đối với việc trong gia đình, với những người thân xung quanh. Còn với chuyện làm ăn thì tránh hợp tác nên tránh né đi là tốt hơn. Hai người yêu thương nhau mà vướng phải tuổi đại kỵ thì không nên thực hiện việc cưới hỏi hay ra mắt bà con họ hàng, gia đình thân tộc một cách linh đình. Chỉ nên âm thầm dọn về ăn ở với nhau thì mới mong tránh được những tai họa về sau. Phần luận giải trên đã khép lại video của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng quý vị sẽ có được tương lai hạnh phúc bên những người mình yêu thương. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ nhé!